Nhi ơi Nhi, Nhi ơi bà. Ủa? Ừ. Nay anh về sớm vậy anh hai? Ừ, em cũng giờ này mới cái gì nữa vậy chung? Thì pizza nè, con bé Nhi nó thích ăn. Cái hôm qua nó nói là hôm nay ba đi về nhớ mua pizza cho con nha. Em làm sao vậy? Một tuần nay là em mua pizza hay nước ngọt là bao nhiêu lần em nhớ không? Ủa thì Nhi nó thích ăn em mua thôi. Trời ơi, nó thích là em phải chiều hả? Em chiều nó riết là con nít em chiều nó hư á nha. Nó thèm ăn pizza chứ nó đâu có đồ chơi gì bậy bạ đâu mà hư. Nhưng mà ăn mấy cái này hoài nó không có tốt cho sức khỏe của con nít. Bây giờ em hỏi anh nè, con em thì nó thích ăn, mà bây giờ nó đòi mình không cho ăn, em xót ruột sao chịu nổi. Anh nói không được là không được, hạn chế đi nha. Anh hai, anh cũng biết rồi, em một thân một mình nuôi con, thiếu tình thương của mẹ thì em chỉ muốn bù đắp vô thôi. Anh cũng phải biết là em cũng cực khổ khi là một gà trống nuôi con chứ bộ. Rồi sao nữa? Cho nên là bây giờ em muốn bù đắp những cái sự thiếu thốn kể từ khi mà mẹ nó bỏ. Nói hoài, nói dông, nói dài à. Anh cũng biết em nói dông, nói dài. Anh mới là người nói dông, nói dài. Càm ràm. Em có biết là nó ăn những cái thức ăn nhanh này nhiều á, nó sẽ bị dậy thì sớm. Hơn nữa con em mới có 6-7 tuổi thôi. Thôi đi ông ơi, con nít cả thế giới ăn pizza chứ đâu phải là chỉ có mình con em ăn đâu. Bây giờ anh hỏi em nha, em không coi những cái tin tức mà báo đài hay đưa tin hả? Con nít có thể vẫn là bị tiểu đường nè, bị béo phì y chang người lớn mình. Em tưởng là người lớn bị mấy cái đó không, con nít không bị hả? Trời sao mà rắc rối quá. Ăn có cái pizza mà đưa bệnh hoạn vô nghe ghê quá. Thà mình cấm từ ban đầu, tốt cho tương lai của nó. Chứ để mà cái diễn cảnh mà nó xảy ra ha, con nít mà nó bị dậy thì sớm, đến lúc đó em càng lo hơn nữa đó. Thôi đi anh ơi, con em để em lo, anh đừng có quan tâm mấy chuyện này. Những mâu thuẫn, những rắc rối cần tìm ra lời giải đáp, hãy để các chuyên gia gỡ rối. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Vitamin Hạnh Phúc. Trong tiểu phẩm chúng ta thấy là có một trường hợp là các em ăn thức ăn nhanh, là ăn thường xuyên những thứ ở ngoài đường, nghĩ là nó gây ra dậy thì sớm, thì điều đó là có thể đúng. Chúng ta biết là những cái loại thức ăn nhanh á, thì nó không trực tiếp gây ra dậy thì sớm. Tuy nhiên nếu mà mình dùng quá nhiều những loại thức ăn nhanh này gây tăng năng lượng, gây ra tình trạng thừa cân béo phì, và chính cái điều này mới dẫn đến là dậy thì sớm. Dậy thì sớm có thể có nhiều cái nguyên nhân khác nhau, có thể là do là những cái bất thường ở não hoặc là có những khối u ở tuyến sinh dục chẳng hạn thì có thể làm dậy thì sớm. Và đa số trường hợp mình thường gặp á, thì dậy thì sớm là do bé thừa cân béo phì, để tính vì cái sự mà tích lũy mô mỡ quá nhiều ở trong cơ thể những em bạn bị béo phì có thể dẫn đến quá trình em dậy thì và trở nên là dậy thì sớm. Thế hình như ở trẻ gái thì thường có ngực nè, rồi sau đó là có kinh nguyệt, cũng như là phát triển cơ thể thành người lớn, một thiếu nữ. Đối với nam thì cũng vậy, là phát triển về tinh hoàn, về dương vật cũng như mọc lông, rồi tiếng nói trở nên ồm ồm, rồi phát triển cơ bắp và tăng chiều cao vân vân. Thì đó là sự phát triển về dậy thì. Thì thường á, nếu mà trẻ gái mà dậy thì trước khi 8 tuổi và trẻ trai trước 9 tuổi thì gọi là dậy thì sớm. Khi mà một trẻ bị dậy thì sớm á, thì thường mình thấy là trẻ sẽ thấy bối rối và có thể tự ti, mặc cảm tại vì mình khác biệt so với bạn bè xung quanh. Cho nên là đối với những người cha mẹ mà có con dậy thì sớm thì chúng ta cần chú ý gần gũi con để mà giải thích, để mà giúp cho con hiểu cái đó là quá trình phát triển bình thường. Chỉ có là con phát triển trước rồi các bạn bên cạnh con sẽ phát triển sau, cho nên đó cũng là bình thường thôi. Và cố gắng là cho con mình đi chơi thể dục thể thao chẳng hạn, có những cái giao tiếp với cộng đồng để mà có những cái sinh hoạt, những cái vận động, những cái ăn uống tiết chế để mà hạn chế thừa cân béo phì, thì như vậy sẽ giúp cho con mình có được sự phát triển bình thường. Và như vậy thì với vấn đề dinh dưỡng như thế nào để phòng ngừa dậy thì sớm thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong một số phát sóng sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.